Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một số máy bay nước ngoài cất hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Trong một ngày thời tiết có thể coi là khá đẹp ở sân bay này. Trời trong và tầm nhìn tốt. Như vậy đã có thể coi là lý tưởng ở sân bay này rồi. Còn điều kiện bầu trời trong xanh nữa thì rất là hiếm gặp ở đây. Chiếc máy bay đang hạ cánh là một chiếc Airbus A330-300 của hãng China Airlines, hãng hàng không quốc gia của Đài Loan. Đây là một chuyến bay chở hàng hóa. Có thể thấy điều đó vì tất cả các tấm che cửa sổ của nó đều đóng hết. Chiếc này sử dụng hai động cơ CF680E1 của General Electric. Và đây là pha hạ cánh của một chiếc máy bay khổng lồ 4 động cơ, một chiếc Boeing 747-400F của hãng Cargolux. Hãng này thường mang loại máy bay lớn hơn là Boeing 747-800F đến sân bay Nội Bài. Một pha hạ cánh với rất nhiều khói. Tiếc là tầm nhìn của mình hơi bị cản trở bởi chiếc xe bồn. Và đây là pha hạ cánh của một chiếc Airbus A330 nữa. Chiếc này của hãng San Marino Executive Aviation. Đây là một hãng hàng không được đăng ký tại Cộng hòa Đại Bình Yên San Marino, một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới và nằm hoàn toàn trong lòng nước Ý. Hãng hàng không này thời gian gần đây rất hay đến sân bay Nội Bài. Chiếc A330 này thì sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent 700, giống loại động cơ mà các chiếc A330 của hãng Vietjet sẽ thuê mua sau này. Vào lúc gần trưa thì bầu trời ở Nội Bài trở nên trong xanh hơn, thậm chí có thể nhìn rõ các chiếc máy bay đang bay ngang qua ở độ cao khoảng hơn 10 cây số, mặc dù chúng không tạo ra vệt hơi nước đằng sau. Và đây là pha hạ cánh của một khách quen ở sân bay Nội Bài, một chiếc Boeing 777-300ER của hãng EVA Air, hàng không tư nhân lớn nhất của Đài Loan. Và đây cũng là một chiếc Boeing 777-300ER nữa. Chiếc này của hãng Philippine Airlines. Từ hồi có dịch Covid-19 thì hãng Philippine Airlines lại mang các chiếc máy bay lớn của họ đến sân bay Nội Bài. Trước đó thì họ chỉ dùng loại A321 để chở khách. Có lẽ các chiếc máy bay lớn này đến là để chở hàng. Có thể thấy cánh của loại Boeing 777 cũng khá mềm mại và linh hoạt đấy chứ.
Và bây giờ mình đã chuyển sang đầu phía đông sân bay Nội Bài để quay các chiếc máy bay cất cánh. Và đây là pha cất cánh của chiếc A330 của Sam Marino. Đây là pha cất cánh của chiếc Boeing 747-400F của Cargolux. Trời trong nhưng gió cũng khá lớn, nên các máy bay liên tục nghiêng cánh để chỉnh hướng. Đây là pha cất cánh của một chiếc Airbus A330-300 đến từ hãng Korean Air, hãng hàng không quốc gia của Hàn Quốc. Pratt & Whitney PW4000. Và cuối cùng là pha cất cánh của chiếc Boeing 777-300ER đến từ hãng EVA Air. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.